Được chưa? Đứng yên, đứng yên. Sau đây con xin kính mời cha tuyên bố khai mạc đêm đầu tiên của chúng con ngày hôm nay. Rồi chúng con xin kính trân trọng kính mời cha phó. Xin được bắt đầu. Rồi chào chào hoan tay phái hộ tất cả các bạn có một chào hoan tay là nó để cảm ơn sự của chân sứ và sự bố thầy của chúng ta ngày hôm nay. Rồi đến bây giờ chúng ta sẽ được hoan tay các bạn đâu to lên. Rồi xin ban âm thanh chuẩn bị cho con bài múa chủ đề rồi tất cả những chị huấn trưởng ơi. Hôm nay chúng ta với chủ đề trại là sống tin mừng. Rồi chúng ta sẽ múa bài chủ đề để trước khi bắt đầu chương trình văn nghệ của chúng ta. Đó, bài chủ đề sẽ là linh hồn của cả ngày chơi của chúng ta để bước theo học hỏi những điều mà chúng ta theo Chúa Kitô sẽ phải bước theo có nhiều khó khăn cho nên. Rồi các bạn ơi, vòng tròn chúng ta vòng tròn ngoài đó ha. Chúa gọi ta vào trong tình yêu của Ngài để Chúa cho con đường dài, ta có chim một cái ngại chung cái chú ai cũng chia tay dù có bằng bất kỳ ai ta cũng không bao giờ sợ hãi chỉ trong bàn chân ta đi quẳng ngay cái chân chưa đi thì không có gì không làm bằng bất kỳ sự gì không có gì hãy nhớ rằng chỉ Chúa đã cho ta ra đi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
hai cái đó có rồi. Sau đây anh sẽ dẫn các bạn là đến ta đúng một cái trò chơi điểm số thử nha. Cho anh phỏng vấn một em nhỏ nha, em biết đếm từ số 1 tới số mấy? 1 tới 10. Em biết đếm 1, 4, 3, 2, 1. Được không? Anh thử phỏng vấn lần nữa nha. Dễ không? Không dễ. Không dễ hả? Em dễ không? Dễ. Quá dễ luôn. Rồi chúng ta sẽ tăng level lên cấp 2. Cấp 2 là 5, 10, 5. Thử nha. Tới đâu? Rồi, biết số 5, biết số 10 chưa? Mình cùng thân bước với Chúa nhé, đi đến muôn phương gieo yêu thương để người sau.
từ trời, Ngài đã ban cho loài người sự nuôi dưỡng riêng của Chúa trên đường tiến về đất hứa. Đây là chính thịt máu Ngài, Giêsu mỗi lời nhập thế hiến ban nuôi người riêng thế trên đường về với Chúa Cha. Con luôn vang vang tình Ngài thật vang lai, con cũng kính thờ tình Ngài thật bền bỉ, con nguyện lên đường loan truyền tình yêu Chúa, con dâng hiến mình vì Chúa và anh em. Này là ân ban từ trời, Ngài dùng tay cho loài người, ai tin luôn luôn chẳng thiếu, ai tin chẳng còn đói khát. Mình là sức mạnh dương hồn, ai tin luôn biết chưa dứt, máu trên tinh thần ta thứ muốn và lầm lỗi thế nhân. Con luôn ban khát tình Ngài thật bao la, con cũng kính thờ tình Ngài còn bền bỉ, con nguyện lên đường loan truyền tình yêu Chúa. Chúa đến những bạn đi, ta lãnh
Oh,
trông khai ta sánh vai của ngày tháng dài, lòng mệt mỏi vững đôi chân về mái tương lai. Cùng chung bước theo bước theo đất dây dù phục vụ, cùng chung tay ta xây nên tình hiệp nhất, làm nên chiếu như chúa ta sống như bước phục vụ. Cùng dệt chung ta đi tới cùng ngày đi, nói gương tình yêu nơi bao ngôi nhà nước không thôi, làm nên chiếu đi khắp nơi với đời phục vụ. Dù gian nguy ta bước đi không sợ hãi gì, vì đường đời có ba ngôi dù lối không thôi. Cùng chung bước theo đất dây cầu phục vụ, cùng chung tay ta sẽ nên tình hiệp nhất, làm nên chứng như chúa ta sống như đất phục vụ. Cùng giữa chúng ta đi tới vùng ngoại vi, ra đi ba nơi đoàn tin vui hạnh phúc không ngơi, về muôn nơi khơi cháy lên tinh thần phục vụ. Hiệp nhất bao trái tim đã còn ghét hờn, cùng một lòng sống yêu thương làm chứng muôn phương. Cùng chung bước theo đức giê xu phục vụ, cùng chung tay ta xây nên tình hiệp nhất, làm nên chứng cho chúa ta sống như nhất phục vụ. Cùng giê xu ta đi tới cùng ngoài đi. Bye. Thank you.
Con tim là thương, con tim là thương. Đêm mưa đông, tan nơi
kém trong sự thu muôn mang sự sợ cùng chung tay ta vui say đi muôn nơi rất yêu tin đời. Thank you.
vàng sau một ngày vàng hà múa. Ban tổ chức còn đang đưa ra những món quà thật to thật lớn để mà công bố kết quả. Chúng ta dần ra tin mừng muôn nơi.
rồi tất cả các kỷ niệm giây phút gần nhau rồi cũng phải khép lại. Ban tổ chức chân thành gửi lời cảm ơn đến hai cha đã đồng hành trong suốt thời gian qua. Các cha đã đặt tâm huyết để hướng dẫn và sát cánh với chúng con từ những điều nhỏ bé nhất, và hơn hết là mang đến cho thiếu nhi một sân chơi vô cùng lắng đọng và ý nghĩa. Cảm ơn các thầy đã tạo điều kiện để chúng con có không gian hoạt động vui chơi thoải mái. Cảm ơn các chị huynh trưởng đã trợ giúp chúng em, cũng chia sẻ những nhiệt huyết kinh nghiệm của mình đến chúng em. Đó là nguồn động lực vô cùng lớn lao cho chúng em tiếp tục các chương trình khác sắp tới. Cảm ơn các anh chị trong ban sinh hoạt đã cùng lên kế hoạch động viên giúp đỡ các em suốt ngày trải. Đặc biệt là lời cảm ơn chân thành đến anh Hầu, anh Vũ đã giúp đỡ chúng em rất nhiều trong phần trò chơi lớn. Cảm ơn đội ẩm thực đã luôn hy sinh thầm lặng để mang đến cho các thành viên tham gia chạy những bữa ăn ngon lành và no đủ. Cảm ơn các bạn huynh trưởng giáo sứ bàn đã không ngại mà cùng với thiếu nhi An Châu chơi hết mình, và các trại sinh cũng tự cảm ơn nhau khi cùng nhau đi qua mùa trại. Năm nay tất cả đều là anh em của nhau, đều cùng nhau đổ mồ hôi và nước mắt. Lần nữa cảm ơn tất cả vì đã góp phần thành công đến kỳ trại này, và cũng gửi đến lời xin lỗi đến thầy và mọi người vì những sai sót mà chúng em đã lỡ mắc phải trong suốt ngày trại. Xin lỗi anh em trại sinh vì những cái nhăn mặt, vì lắm lúc khó chịu bực mình nhau. Chân thành xin lỗi. Xin hãy giữ lại những kỷ niệm đẹp này, giữ lại những cái ôm cho nhau mọi người nhé. Nguyện xin Thiên Chúa Mẹ Maria và Thánh Quan Thầy Tô Ma Thiện ban tràn đầy sức khỏe và tuôn đổ muôn hồng ân trên mỗi thành viên trong giáo xứ An Châu, để mọi người có thể tiếp tục đồng hành trong những chương trình tiếp theo. Ban tổ chức xin cảm ơn. Vâng ạ, xin cảm ơn lời cảm ơn và chia sẻ ngọt ngào của thầy.